Chuyện ngắn Hai con khỉ già Của tác giả Nguyễn Nhung Họ tự nhận là hai con khỉ già Bởi vì nụ cười của họ bây giờ Cũng sạch sạc, méo mó lắm Nhất là mỗi lần cãi nhau Nhìn lại càng chẳng giống ai Cứ vênh vênh váo váo Mà lại lườm lườm nguyết nguyết Trông đáng ghét tệ Nhưng mà đó là chuyện của họ Chẳng là của ai trên cõi đời này nếu ai có trùng hợp mà nhận lạc vợ của mình thì cũng mặt thiên hạ. Đúng ra, họ đã hay trí chóe từ hồi còn trẻ, y như hai con khỉ non. Lúc mới yêu nhau, họ cũng hay giận hờn. Nhưng những thứ giận hờn thỏa đó chỉ bừng lên như lửa rơm mà họ càng nhớ tới nhau nhiều hơn khi xa cách. Trước khi quyết định đi tới hôn nhân, họ đã đặt vấn đề và về xin phép cha mẹ đôi bên so tuổi như bao nhiêu cặp vợ chồng khác lão thầy bói đeo đôi kính đen gật gù bấm bấm đốt ngón tay sau một lúc lẩm nhẩm tính toán nghe loáng thoáng câu gì thìn tuất sửu mùi tứ hành xung tí ngọ mẹo dậu ở với nhau không nát một chiếu nhưng may quá hai người không nằm trong nhóm tuổi ấy Cuối cùng thì thầy cũng nói một câu ba phải. Nữ mạng hỏa, nam mạng thổ, thổ xanh hỏa, tương xanh, tuy không giàu có, nhưng sống với nhau trăm năm đầu bạc. Thôi thế cũng được, bà già đứng dậy suýt xoa cảm ơn thầy, dẫu có khắc khẩu chút đỉnh mà cứ bạc đầu răng long, cãi nhau hoài hoài thì xem cũng là hợp tuổi, không lo một đứa rửa chân về châu trời sớm mạng tích lịch hỏa chỉ là lửa sấm sét nó gầm thét lên như chớp nhoáng nàng nguội ngay còn thổ ngự sơn thì tuy không điền sản dinh cơ nhưng thanh cao chót vót đỉnh núi sấm chớp không hề hấn gì sợ nhất là cách mạng mộc gặp hỏa hay hỏa gặp thủy thì coi chừng hai đứa đứa chết đứa bị thương xem thế cũng chưa chắc đúng và thời ấy là thời chiến tranh có nhiều người xem rất hợp tuổi mà vẫn gãy gánh giữa đường. Những lúc ấy, hai người đang yêu nhau lắm. Dẫu có phải nhảy vào lửa để chết cho tình yêu, họ vẫn chết. Cho nên việc đưa nhau đi xem tuổi chỉ là để các cụ ở nhà yên trí mà thôi. Thời gian cứ như thế vụn vụt trôi đi. Mấy ngày nào mà nay đã hơn 30 năm đầu gối tay ấp hôm lũ con đề nghị những ngày hấp hôn cho cha mẹ, ông đã nửa đùa nửa thật nói với lũ nhỏ. Thôi, đừng phú quý sinh lễ nghĩa, tao với mẹ mày ngày nào cũng như ngày tân hôn, cần gì tổ chức cho dậm đám. Đứa nào thương cha mẹ, cứ cho tí tiền đi du lịch trăng mật tuổi già, chứ ăn thì đã không dám ăn, mặt đẹp cũng chả ai nhìn. Đúng thế, với tuổi này ông nghĩ như vậy là thực tế Tiết kiệm được tiền cho con cái Mà lại không ngại thiên hạ xì xèo Vợ chồng ông sống theo núi Việt Nam Hôm nay ngày van em thai Ông đi làm về Nghe thiên hạ ra giả chuyện tặng nhau đóa hoa tình yêu Lại thấy chú Mỹ đen đứng bán hoa ở ngã tư đường Ông bèn hào sảng Mua tặng bà một đóa hồng nhung đỏ Hí hưởng lái xe Ông đậu xe rồi đem đó hoa vào bếp. Thấy bà đầu bù tóc rối đang nấu cơm. Ông vui vẻ đưa cho vợ. Chưa kịp nói câu gì hay ho để lấy điểm với bà, thì bà đã nhăn nhó lên như khỉ. Làm cho khỉ gì thế? Hoa với chả hoét. Sao không mua cho tôi bó rau muống xào thịt bò? Ăn cơm có phải ngon không? Ông cụt hứng, ngẫm nghĩ rõ chán phèo cho cái con khỉ già. Làm như cuộc đời chưa hề biết tới chữ romantic bao giờ cả. Nhưng nhìn mặt mũi vợ đỏ gai khi đứng bên bếp lửa, đang làm bữa cơm chiều cho cả nhà, ông lại nghĩ thương vợ. Ừ, phải đấy, cứ rửa cho bà ấy đông bát đĩa bẩn mà bằng trăm đóa hoa hồng phỉ gió kia. Thế là ông sắn tay áo lên để rửa bát nhưng bình thường đã mấy khi ông đụng đến công việc bếp núc của vợ. Ông đúng túng, rồi tuột tay làm vỡ cái ly. Thế là bà chu chéo lên. Thôi ông cụ ơi, hệ ông mó vào đâu là đổ vỡ đến đó. Cứ để tôi, chẳng cần ông phải làm. Ông lắc đầu bỏ ra ngoài vườn. Thôi thì đi tưới cây vậy. Nhắc nhìn thấy mấy cây mướp đắng bà chồng hôm nay đã leo lên hết chiếc cột gỗ bên bệ xào. ông nghĩ ngay đến chuyện làm cho bà cái giàn nghĩ là làm ông hí hoái lấy thang rồi dùng những thanh gỗ mỏng để bắt giàn nhưng chưa gì ông đã thấy bà đứng lù lù sau lưng tưởng bà khen ai ngờ bà lại la hoảng lên tôi lại ông ông chẳng làm gì cho nên thân cả lỡ gãy chân nằm một chỗ là chết cái thân giả này Ông tự ái, bà cứ hay ồn ào, không ngã mà cứ nghe bà la hoảng cũng đủ giật mình ngã ngãi cổ. Đàn bà có thứ đâu, ăn nói cứ toàn toát liền. Bà đâu có toàn toát, bà no cho ông đấy chứ. Nhưng hai chữ toàn toát làm bà ấm ách, mặt sưng lên nên trông hệt như con khỉ già. Tuy thế, ông cũng vác cái thang cất vào nhà kho. Rồi vào nhà ăn cơm. Trên chiếc kệ gỗ, đã thấy bó hoa hồng đỏ ông mua tặng bà được cắm vào chiếc bình thủy tinh. Ông tủm tỉm cười. Đàn bà họ nói vậy mà không phải vậy. Đóa hoa hồng bây giờ đã tươi lên vì có nước. Cũng không phải lúc nào họ cũng cãi nhau, và cũng không phải lúc nào ông với bà lại không có những giây phút êm đềm bên nhau. Khi nụ con đi vắng cả Những câu chuyện họ trao đổi Nghe không ngọt ngào như hồi đôi mươi Nhưng đầy những lo lắng và băn khoăn cho nhau Về sức khỏe Cũng như chuyện trong nhà, ngoài phố Ông hay nhắc bà cần phải uống thêm thuốc bổ mỗi ngày Còn bà thì lo lắng cho cái chân của ông Dạo này đi đứng có phần thiếu ngay ngắn nhưng phiền nhất là mỗi lúc lái xe, có bà bên cạnh lái phụ, nhắc nhở từng chi tiết khi cách kim đồng hồ nhích lên nhích xuống. Bởi vì bà không lái xe mà lái tài xế. Cái này thực khổ cho ông. Khi mắt phải chăm chú nhìn kính trước kính sau, miệng bà thì ong óng nhắc nhở chạy nhanh chạy chậm, khiến đầu ông cứ hoảng lên, suýt tông vào xe người khác. Ông quát vợ có cầm cái mồm đi không? Đi với bà có ngày chết mép ngáp. Bồ nít, tôi không sợ, mà sợ cái miệng bà. Bà im một tí rồi lại lên bài. Đã lái dở, mà lại cứ chạy len giữa. Lỡ muốn ức xít thì sao? Ông hầm hừ. Đường nó nằm trong đầu tôi. Lái len trong lỡ, trượt bánh xe là đi vào thành xi măng. Cũng dập đầu mà chết họ cứ cãi nhau loạn xạ như thế nhất là khi ông mắt mũi kèm nhèm không nhìn rõ bằng tên đường định quẹo phải mà một thằng bị đen đã lù lù chạy ngay bên cạnh thế là say một ly đi, đi một dặm họ đã có nhiều kinh nghiệm nhưng lần đi lộn đường như vậy rồi loanh quanh mãi tìm không ra nối về đi lạc vào những khu lạ hoắc chỉ mới hoàng hôn mà nghe như đã tối om vì nỗi sợ sự dâng ngập lòng bà còn sợ nhất là tính nóng này của ông khi bị một cái xe đằng sau cứ bóp còi tin tin thúc hối bởi ông bận nghĩ đâu đâu mà đèn xanh nhấp nháy vẫn chưa chịu chạy rồi khi nó vượt qua mặt ông bèn giơ ngón tay giữa ra để chọc tức mỗi ngón tay là một biểu tượng của ngôn ngữ có xấu có tốt nhưng ở trường hợp này thì bà phải can ông đừng bắt trước kiểu trả lời thiếu văn hóa như thế. Nhất là lỡ gặp phải thằng có súng, thôi thì một câu nhịn chín câu lành. Hồi ông mới qua Mỹ, chả hiểu mô tê gì về ngôn ngữ ngón tay như vậy. Lông ông tìm đường đi thì đã thấy một cái đầu ở xe kia thỏ ra, giơ một ngón tay lên. Ông còn lại mỉm cười nói thank you người bạn Mỹ tốt bụng. Về nhà cứ thắt thỏm sao nó biết mình đang đi tìm đường để chỉ. Mỗi lần có dịp đi đâu với ông, xe cộ lạng lách như điên, khiến ông xoay sở, trở đến nhức đầu. Mồm luôn luôn rủa đồ khốn nạn. Bà lại bật cười. Hôm ấy trong lòng ông đầy đầy những thằng khốn nạn. Chúng nó đi đâu mà như ăn cướp. Xã hội này khó mà có hòa bình khi con người cứ sùng sục lên như vậy. Nghĩ cho cùng, thì chả bao giờ hết chiến tranh từ triệu năm trước từ ngàn năm sau con người cứ sống rồi chết chiến tranh rồi lại hòa bình kẻ đi vào lòng đất người lại tiếp tục sinh ra gọi là nhân loại còn khổ vì lòng người cứ sùng sục lên như nồi nước sôi hôm nay ông bà lại cãi nhau mặt bà sưng lên còn ông thì lừ khử không nói năng họ đang cằn nhằn nhau hay là chỉ có bà hay cằn nhằn mà thôi? Bà nói dai như địa, mà lạ thật, bà chỉ hay dai giảng với ông, chứ với người ngoài bà ngọt sớt. Chiến tranh chỉ xảy ra giữa hai vợ chồng già, còn khi ra ngoài, bà hay đem hai chữ bình an để tặng riêng cho thiên hạ. Thế có tức không chứ? Chuyện thì đâu có gì ghê gớm. Vợ chồng thằng con trai dẫn đứa cháu đội đi đâu từ sáng sớm, Chúng nó quên cả ngày kỵ của ông cố Mãi tới giờ này vẫn chưa dẫn cháu về ăn dỗ Ông bảo bà Muốn gì phải nói Thầy buổi này bận bù đầu bù cổ Chúng nó làm sao nhớ được ngày gì Ngoài ngày thứ bảy với ngày chủ nhật Bà chua chát Nhưng ít ra Thấy tôi sửa soạn bàn thờ Nói xa nói gần Thì cũng phải biết để cháu ở nhà Đốt nhang cho ông bà chứ có thứ đâu lại cắt đít đi hết như vậy? Ông chép miệng. Ôi sao, không có chung nó thì tôi với bà cứ bày ra cúng, rồi cùng sơi với nhau. Càng ít người, càng được ăn nhiều. Nhìn căn nhà vắng vẻ, nấu nướng bày biện xong đã mệt ngất, như mà con cháu chưa đứa nào về, đâm tủi thân. Mai mốt tôi với ông chết đi, chắc chẳng có ai đốt cho ném nhang. Cứ thời buổi này thì chẳng dỗ chạp làm gì cho mất công. Ông gật gù. Ừ, mà cũng chẳng cần phải chôn cất nữa cho chật đất. Tôi có chết, cứ thiêu xong rồi đem cho đổ xuống biển. Nhà thờ cho chúng nó một năm đôi lần thăm viếng. Nằm dưới ấy lại mát, còn không thì đem lên núi trải ra làm phân cho bón cây không ít lợi hơn à nghe ông bình thản nói vui vẻ mà vẫn cứ ngậm ngùi mâm cúng đã dọn lên mùi trầm nhang nghi ngút bà đốt ba nén nhang cắm vào bát nhang trên bàn thờ miệng lâm dâm khấn vái lạy các cụ hôm nay ngày rỗ ông mời các cụ về rơi bữa cơm với con cháu các cháu bất hiếu cụ bỏ lỗi cho Thời buổi này chẳng giống hồi xưa Các cụ sống khỏe chết thiêng Phù hộ cho cả nhà an vui, khỏe mạnh Gia đạo trong ấm ngoài êm Nghe bà khấn Ông vốn hay pha trò, buột miệng Các cụ có phù hộ thì cứ phù hộ Còn việc hiện về xin miễn cho kẻo con cháu nó sợ Đang buồn trong bụng Thế là bà quay sang bạc lên với ông Ăn nói rõ là lăng nhăng ông đừng đùa với người khuất bóng mà mang tội. Các cụ nghe đùa cả, đâu phải chỗ để ông đùa. Bố thế, hèn gì con cũng vậy. Tôi nói cho ông biết, lát nữa dẫn nhau về đây, tôi cho một trận. Ông nhăn mặt, thôi xin can bà, bà chửi chúng nó, các cụ cũng nghe, lần sau Hoàng không dám về ăn dỗ nữa. Ai lại mời các cụ về ăn dỗ cầu vui cầu khỏe, mà gia chủ mặt mũi nhăn nhó như con khỉ xa. Tôi mà là cụ, tôi cũng đấm vào. Bà cứ để tôi dạy chúng nó, cho mật ngọt mới chết ruồi, chứ nhấm nhẳng chỉ làm nó ghét mình hơn. Bà ngang ngạnh trả miếng, bởi vì có mấy khi bà chịu thua ông. Không phải ngọt với ai cả, nó là con, chứ không phải bố mình, nói nặng còn chẳng nghe ra chứ nhẹ đã ăn thua gì thế là bữa cơm nấu nướng công phu đầy những món ngon bỗng lạnh ngát vì chẳng ai muốn ăn ông bực mình nghĩ tới thằng con trai vô tâm không biết đến ngày dỗ ông bà mà bà vợ ở nhà giúp mẹ chồng chúng nó đi đâu mà quên cả đường về bọn trẻ bây giờ đều vô tâm thế cả nếu cha mẹ mà không có lòng tha thứ và thông cảm thì chắc chắn sẽ buồn giận suốt đời hóa cho nên hồi vợ chồng chúng nó mới lấy nhau ông đã nghĩ đến chuyện ở riêng để ai có tự do của người đó nhưng riêng thì riêng nề nếp gia đình vẫn phải giữ ông mặc quần áo rồi bảo vợ tôi đi đằng này một chút bà đang ngồi buồn rầu nhìn mâm cơm đi đâu cơm canh dọn sẵn rồi cũng bỏ đi đúng là bố nào còn đấy ông bực mình quát bà biết tôi đi đâu mà đã toang toát lên tôi đi tìm chúng nó về để bà chửi chứ ăn uống thế này ngon lành gì mà ăn tự nhiên giọng bà dịu xuống ứa nước mắt thôi ông ạ à, hai đứa kia đi học xa chỉ còn chúng nó ở với mình khó lắm chỉ sinh tội ra Thấy bà nói, ông bật cười. Cái tính bà thì ông không lạ. Chỉ chớp lên như lửa trời, nhưng rồi lại tắt đi ngay. Não thầy bói chả nói thế là gì. Ông nhìn vợ pha trò. Trông mặt bà cứ y như con khỉ già trong sở thú ý. Bà cũng nguyết yêu ông. Ngó ông cười thì khỉ cũng đẹp hơn. Răng cỏ chưa gì đã sút càng gãy gọng cả ra hai vợ chồng già giống như hai con khỉ ngồi bát cháy cho nhau họ cãi nhau luôn luôn để rồi vẫn thương nhau như thế đấy ai có cười thì hở mười cách răng mỗi lần ông đi làm về thấy vắng bóng bà ông bổ đi tìm thấy bà nằm đắp chăn kín mít vội sờ vào chân vợ thấy lạnh ngát ông hối hả đi lấy dầu bóp chân cho bà còn hễ ông đi về muộn Bà đi ra đi vào, mắt không ngừng ngó cái kim đồng hồ, bụng nghĩ đến trăm thứ bất chắc trên đời. Nhưng hễ nghe tiếng xe ông đậu ở ngoài gara, bà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất bực mình vì cái con khỉ sạc về muộn mà không nói qua cho bà biết. Lúc ấy mặt bà nặng trịch, y hệt một con khỉ. Không biết ai là khỉ, nhưng họ cứ nghĩ tới nhau bằng cái tình đầy âu yếm mà chẳng cần ai phải hiểu. Bỗng ông đứng bật dậy khi nghe tiếng máy xe nổ ngoài sân. Vợ chồng thằng con đã dẫn cháu về. Thằng bé lên năm, mặt mũi xinh xắn, chạy ào ào vào ôm lấy ông nội, nói bi bô. Thưa ông nội, cháu mới về. Thằng cháu nói còn đã đớt, mặt mũi nó hồng lên như hai quả đào. Ông ôm cháu vào lòng âu yếm hỏi. Cháu ông đi đâu mà lâu thế? Hôm nay dỗ cụ, không về sớm mà ăn dỗ. Bây giờ anh con trai mới lên tiếng. Chúng con cho cháu đi sở thú, nhớ ngày dỗ cụ muốn về sớm, nhưng cháu ông không chịu về, cứ đòi xem mãi. Ông vuốt tóc cháu, hôn lên đôi má phúng phí. Thế cháu thấy con gì trong sở thú, kể cho ông nghe với. Cháu xem con khỉ con bú mẹ Xem hai con khỉ già cãi nhau Ông bảo cháu Tưởng gì Ở nhà mình cũng có hai con khỉ già cãi nhau suốt ngày Bà đang đứng trong nhà nhìn ra Nghe ông nói Lườm ông một cái dài hơn cây số Chuyện ngắn Lưng chừng cơn mê Quý thính giả hãy chia sẻ cảm nhận của mình trong phần bình luận dưới video nhé Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe Bà xương nằm trên chiếc giường sắt Hai tay sang ra, thân thể bất động Đời bà ngày qua ngày Như dòng nước lặng lẽ trôi, miên man về phía trước Cũng có đôi khi uốn khúc gập gành, Nhưng không nhiều Bà ít khi nhớ lại những gì đã qua có lẽ vì nó quá đơn điệu. Nhưng hôm nay khi nằm chờ đợi để vào phòng gây mê, không khí ở đây gợi cho bà cảm giác như đang ở trong bệnh viện phụ sản, nơi bà đã từng làm việc hơn 10 năm về trước. Bệnh tật đến với bà quá đột ngột. Cách đây một tháng, trong khi đi thăm một người bạn lúc lên cầu thang, tự nhiên bà cảm thấy đau ngực, kiệt sức thở hổn hển rồi khuỵu xuống cơn đau kéo dài vài phút rồi biến mất nên bà vẫn về được tới nhà tối hôm ấy bà đổ mồ hôi hột choáng nhẹ ăn vào ở hơi buồn nôn nghi bị đau dạ dày ngày hôm sau bà đi viện khám bệnh ngay bác sĩ báo cho bà biết bà bị bệnh tim cần phải phẫu thuật để máu được lưu thông dễ dàng vì động mạch vành bị hẹp lại Lượng cholesterol dư thừa làm xơ cứng có thể bị nghẽn mạch tim gây đột tử. Quá bàng hoàng, bà không muốn tin đó là sự thật. Cũng là lẽ tự nhiên, vì dù sao bà cũng chỉ là người chuyên khoa sản, đâu thể biết hết mọi bệnh tật. Bây giờ nằm đây trong khu điều trị, bà lặng lẽ quan sát trái tim đang hoạt động trong cơ thể người, được chiếu đi chiếu lại trên màn hình trước mắt. Khối thịt đang co thắt ở bên trái lồng ngực kia là trái tim ư Trái tim với những đường gân mạch chẳng chịt Đang nhận và truyền máu đi khắp cơ thể Nếu đơn giản chỉ là một cục thịt, một cơ Hoạt động như cái máy với hai ống dẫn Làm hai chức năng trái ngược Một bên bơm vào, một bên thải ra có lẽ nó nằm bên trái nên bà mới hay đau các bộ phận phía trái. Và vì nó có nhiều gân máu nên lúc đầu khi thấy bà ngần ngại bác sĩ phải thuyết phục bằng cách giải thích thật cặn kẽ với bà rằng thường phần cơ tim không được máu nuôi dưỡng đã báo động lên vùng não bộ thần kinh trung ương ghi nhận rồi phản ứng ngược lại đánh dấu sự tổn thương tim nằm ở vùng ngực thế nhưng ngực cũng có những dây thần kinh liên quan đến dạ dày cổ và tay nên bà mới có cảm giác đau thêm ở những vùng này sự giải thích quá rõ ràng buộc bà đành phải chấp nhận nhập viện chờ mổ ngay không được chậm trễ với tiền viện phí khổng lồ đến mức bà phải vay mượn thêm của nhiều người thân quen trong lúc chờ giao bán nhà nhìn khối thịt cứ liên tục co bóp bà bỗng nhiên thấy được cười thầm nghĩ về những điều trước đây người ta hay dùng để nói về trái tim mọi biểu đạt về tình yêu đều có bóng dáng trái tim người ta chỉ cần vẽ trái tim giữa hai từ anh và em dễ dàng hơn nhiều khi phải viết hay nói anh yêu em khi đau khổ vẽ trái tim dỉ máu khi bị ai chinh phục làm cho mê mẩn đau đớn thì vẽ mũi tên xuyên trái tim chỉ vậy thôi còn dễ hiểu hơn vạn lời nói ở phương Đông, trái tim vẫn được hiểu là tâm, nào là tâm tình, tâm ý, tâm niệm. Và cụ Nguyễn Du chẳng đã nói, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài đó sao? Đối với nhiều người, trái tim như một bộ máy thiêng có thể vận động, biến hóa, chứa chất những điều bí ẩn. Họ cứ nghĩ rằng, mọi cảm xúc thường đến từ trái tim, khi xúc động hay phấn khích, trái tim đập gấp Thật ra cảm xúc phải đến từ não, rồi não truyền tín hiệu xuống tim, làm tim đập nhanh. Đối với bà, não mới là quan trọng. Cánh cửa xịt mở và hai người y sĩ, một nam một nữ bước vào. Cả hai đều đeo khẩu trang, đầu bịt kín, chỉ để lộ hai con mắt. Ánh mắt người y sĩ nam nhìn xoáy bà, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Anh ta hất hàm, ra hiệu cho đồng nghiệp kéo sát cái giường đẩy. Cả hai cùng nhấc bàn lên, chuyển qua đó. Động tác không có vẻ gì ân cần thận trọng của một y sĩ chăm sóc bệnh nhân đang đau nặng. Nó lạnh lùng dứt khoát, như thể bà là khúc gỗ mục, cần ném vào một góc cho rảnh mát. Vì bị đặt xuống quá mạnh, cả thân hình bà trao nghiêng, một tay buông thẳng lòng thòng. Anh ta hất tay bàn lên Tiện thể hất cái chân đang nằm ở tư thế trạng háng Sát lại với cái chân bên kia Họ không nói gì với nhau Lặng lẽ kéo cái giường đẩy ra khỏi phòng Nếu là lúc khỏe mạnh Bà cũng chẳng màng Nhưng từ khi đau ốm đến nay Tâm hồn bà nhạy cảm sao ấy Mấy đứa con bận việc chưa vô thăm được Bà cũng cảm thấy buồn bã, tủi thân Bây giờ họ lại đối xử với bà như thế, giống như bà đang ở nhà thương thí không bằng. Thái độ vũ phàng của họ đâu giống chăm sóc bệnh nhân, đó là hành hạ thì đúng hơn. Họ đẩy giường, đưa bà qua những lối nhỏ, thỉnh thoảng tiếng rên la đau đớn phát ra sau những cánh cửa đóng kín, làm bà cảm thấy xốn xang, rờn rợn. Giở. Bà ngạc nhiên vì sự thay đổi của chính mình Trước đây mình đâu vậy Là người nhiều năm phục vụ ở khoa sản Có thời bà trai lì với những tiếng kêu la rên rỉ Cách giường đẩy bỗng dừng lại bất ngờ Ở một căn phòng rộng Hình như là nơi cấp phát thuốc vì bà thấy có mấy nhân viên đang đứng xa quầy trao thuốc nhận tiền Rồi cô y tá đẩy bà Bỗng chạy theo một ca cấp cứu khác Còn hắn ta Tên y sĩ đáng ghét ấy bất chợt tháo khẩu trang, đút túi, rồi giơ tay, vừa vẫy vừa chạy lại gần một phụ nữ yểu điệu trong cách váy hoa sạc sỡ và đôi giày cao gót nhọn hoắt nổi bần bật giữa những người hoàn toàn khoác áo bờ nu trắng. Cô ta trao cho hắn một cái hộp gì gói rất cẩn thận. Bà nằm đó chờ đợi. Bỗng ánh mắt bà lướt qua mảng tường trước mặt rồi dùng lại ở tấm lịch in hình cô bé chừng 5 tuổi mặt váy trắng, đẹp như một thiên thần, nổi bật giữa khung nền là bầu trời xanh biên biếc. Đôi mắt đen láy, ngây thơ, mở to ham hở. Hai bàn tay giơ lên cao như muốn hứng lấy, nắm trọn ánh mai đang tỏa xuống, vuốt ve đôi má hồng mù mịm. Mái tóc mềm nhẹ bay cũng lấp lánh ánh tơ, xung quanh những cánh hoa bừng nở chói sáng. Cô bé cười thật tươi, để lộ hàm răng sữa trắng ngần một rung động lạ lùng thoáng qua tâm trí bà như một tia chớp khiến bà nhớ lại cách ngày định mệnh hôm nay là ngày thứ bảy tháng ba năm bính tuất trời ơi mới đó mà đã mười hai năm tròn bà kêu thầm hôm đó một ngày không bao giờ quên thứ bảy tháng ba năm giáp tuất cái ngày cùng một lúc đánh dấu sự thành công cũng như thất bại trong đời bà chấm dứt một thời oanh liệt với đủ các bằng khen trong vai trò người làm tốt công cuộc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Lúc đó bà nổi tiếng là người mát tay, đã giúp không biết bao nhiêu em gái khỏi bị quy trách nhiệm về những tội lỗi do sự dại dột lầm lỡ của mình để có được một cuộc sống bình thường trở lại. Hoặc giúp cho các phụ nữ có thai ngoài ý muốn được chút bỏ không vướng víu, hầu có thể nhẹ gánh thăng tiến sự nghiệp tìm kiếm một cuộc sống vật chất vững vàng trước khi quyết định có con tất cả những gì bà làm vì hạnh phúc của cộng đồng nếu ai đó muốn có con bà cũng sẵn sàng tư vấn đủ mọi cách để họ có con nếu cái thai biến thành sự ngăn trở phá vỡ những dự định của cha mẹ chúng được yêu cầu bà sẽ giúp loại bỏ cho dù trước ngày ấy đã nhiều tuần tuổi Bà chỉ làm nhiệm vụ xây đắp hạnh phúc cho mọi người Nếu người muốn, tha thiết muốn Thì dù xanh gõ, xanh ngang, xanh dọc, xanh ngựa, xanh tràng hoa quàng, xanh bọc Bà đều tìm mọi cách sao cho mát tay nhất Hầu trăm món quà vô giá ấy đến tận tay cha mẹ chúng Nếu họ không muốn chưa sẵn sàng, cự tuyệt đến cùng Thì bà cũng không thể nào khuyên răn được Đối với bà Mọi điều đúng sai đều tùy thuộc vào chính cảm xúc Cũng như sự lựa chọn của các thân chủ Muốn được giúp đỡ Thật ra hơn ai hết Bà hiểu rõ việc nạo thai không bao giờ là sự lựa chọn dễ dàng đối với phụ nữ Thế rồi trước cách định mệnh tháng 3 năm giáp tốt ấy Một phụ nữ đến tìm bà Chị ta khắp nắp nói không ra lời Chị cứ đưa khăn lên thấm nước mắt liên tục Giọng chị vừa uất ức, xen lẫn tiếc nuối, rồi lại tha thiết van lơn. Chị tâm sự sắp được cử đi học nước ngoài. Nếu không phá cách thai gần 5 tháng tuổi, thì con đường tu nghiệp của chị sẽ chấm dứt, cũng như không biết đến bao giờ mới đoàn tụ được với chồng đã ra nước ngoài trước đó vài tháng. Cuối cùng dạng ngày thứ 7 tháng 3 năm ấy, bà đã giúp chị ta. Dù thật khó khăn, loại bỏ được thai nhi đã quá lớn. Cho đến bây giờ bà vẫn không quên cách cảm giác khi bàn tay chạm vào sinh linh bé nhỏ đã buộc phải xử lý cho nhuyễn hơn trước khi có thể loại ra khỏi cơ thể người mẹ. Bà đã thành công. Người phụ nữ không mất nhiều máu, phục hồi sức khỏe ngay. Chị ta trả cho bà một số tiền rất hậu hĩnh. Ra nước ngoài, luôn nhớ tới bà vẫn gửi tiền về trả ơn. Thế nhưng vì lo ca đặc biệt đó, bà quên không kiểm tra các ca khác. Chuyển quyền cho một cô y tá chăm sóc một sản phụ sắp xanh. Cô ta tiêm lầm thuốc, khiến tử vong cả mẹ lẫn con. Thân bại danh liệt từ đó, bà không còn uy tín trong bệnh viện. Bị cho về hưu sớm, không được mở phòng khám tư để hành nghề. Thế nhưng bà vẫn không bao giờ cảm thấy ân hận vì những gì đã qua. Sai lầm đối với sản phụ không may mắn đó Nói cho cùng không phải sai lầm của bà Mà là của người dưới quyền bà Còn ca nạo phá thai kia Thì coi như bà đã thành công Nếu bà qua được ca mổ tim này Bà sẽ gặp lại chị ta Chị ta nhắn với bà Sẽ về nước cùng chồng Nhờ bà tư vấn giúp đỡ để có con Vì bây giờ họ giàu lắm Mong có một đứa nhưng chưa được Giúp một phụ nữ ngoài 40 có con bây giờ đâu khó Không còn là phép lạ Bà sẽ giúp chị ta Tiếng cười hơ hớ vang lên trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện Làm bà giật mình ngoái lại nhìn Thì ra là hắn ta Hắn đang đi về cách giường đẩy của bà Bà cảm thấy bực mình quá Nếu ngày xưa bà có nhân viên làm việc tắt trách như thế này Bà sẽ đuổi cổ ngay lập tức thấy thái độ của hắn, bà lại càng giận hơn với hai đứa con. mong mỏi trông chờ chúng, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt đứa nào. quá chồng khi con còn nhỏ, hy sinh cả một đời, cả tuổi xuân, không tiến thêm bước nữa, nuôi chúng để chúng có sự nghiệp như ngày hôm nay. thế mà lúc cần chúng, thì chẳng thấy mặt đứa nào. bận gì thì bận, mẹ sắp mổ cũng phải ghé qua thăm hỏi chăm sóc chứ. Con cái thở ơ, Y sĩ lạnh lùng Vô phúc đến thế thì thôi chứ Tự nhiên bà cảm thấy uất ức sao ấy Bà khẽ thở dài Nước mắt ứa ra Lăn nhẹ trên khuôn mặt mệt mỏi Đờ đẫn vì căn bệnh tim Đang hồi trầm trọng Tên y sĩ đã tới nơi Hắn để gói quà Có ghi một chữ to tướng Happy birthday Ở cuối giường Còn tay kia cầm đóa hồng nhung đỏ thắm chắc của người yêu tại vì bà vừa thoáng thấy hắn ta chu môi hôn lẹ cánh hoa miệng cười vu vơ hắn đẩy cái giường của bà đi tiếp động tác như một cái máy không thèm để ý nhìn bà lấy một chút mắt hắn ta hết nhìn gói quà lại ngắm hoa hồng với vẻ hí hửng khuôn mặt hắn ta nhìn kỹ có cái gì đó hơi mâu thuẫn ánh mắt lạnh thỉnh thoảng lóe lên chút ranh mãnh khác với cái miệng ngây ngô hình như luôn hé mở làn da hơi sữa như con nít tự nhiên bà cảm thấy lo lo vì sự thiếu trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ chăm sóc mình trước khi mổ cuối cùng hắn cũng đưa được bà vào căn phòng để chờ mổ đẩy giường vào một góc hắn bật đèn tờ lịch treo trên tường với cô bé bộ bẫm lại đập vào mắt không hiểu sao cả cái khu này không có được tờ lịch kiểu khác mà cứ tra một loạt nịnh hình này như vậy. Tiếng giấy bị xé sách rột soạt bà quay lại. Hắn ta đã mở toang hộp quà và đang lôi ra một cái tượng hình đầu con chó. Hắn ngắm món quà gục gạc ra chiều thích thú, rồi rú lên cười sảng sạc, sạc Bà khó chịu quá, nếu không kịp kiềm chế, bà đã nhân dịp này xỉ vả cho hắn một tang. Nhưng ơ kìa, sao người ta lại khéo nặn tượng thế nhỉ? giống con chó bẹt dê lulu của bà ngày xưa quá. Cũng cái mồm với hàm răng nhọn hoát, với cái lưỡi dài hồng hồng, lè ra, sẵn sàng đớp bất cứ thứ gì. Nó là loại chó không phải ai cũng nuôi nổi. Nó ăn thịt ghê lắm. Lúc đó bà làm việc ở khoa sản, những nhau thai, kể cả những phôi thai bị nạo, bị sẩy, người thân từ chối không mang về chôn đều biến thành thức ăn hàng ngày của Lulu. Bà nuôi chó không tốn một đồng xu thức ăn nào Đột nhiên bà cảm thấy hoang mang Sau ngày hôm nay tất cả những gì đập vào mắt Đều gợi lại cái thời xa xưa oanh liệt ấy Đời có nhiều điều trùng hợp Nhưng ý nghĩ của bà lại bị gián đoạn Khi hắn ta lên tiếng Bác nằm đây nhé Cháu vào chuẩn bị dụng cụ cho ca giải phẫu Để khi bác sĩ có mặt là tiến hành đúng như dự tính rồi hắn ta hấp tấp ôm tượng đầu chó biến mất sau cánh cửa. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Khung cửa sổ duy nhất gắn kính mở đục nên ánh sáng bên ngoài không lọt vào được. Lâm Lì cứng cả người, thèm ngồi dậy một chút nhưng không ai đỡ. Tính thay đổi tư thế nằm cũng khó khăn quá. Cuối cùng cố gắng lắm, bà mới có thể nằm nghiêng lại, tránh ngọn đèn huỳnh quang nhỏ bằng nắm tay, chiếu thẳng vào mặt bà bỗng giật mình không muốn tin vào mắt mình khuôn mặt bà qua tấm gương phản chiếu của cái tủ kê đối diện với giường trắng bệch gầy hốc hác lại hai gõ mắt sâu thân hình nhìn xa xa trong ánh sáng yếu ớt sao giống như cái xác ướp nằm chờ trong phòng lạnh bà nhắm mắt lại không đủ can đảm nhìn chính mình trong hiện tại cố gắng xua đi những ý nghĩ quái gở đang hình thành trong đầu mong sao sẽ qua được ca giải phẫu này để trở về với cuộc sống muôn màu ngoài kia nằm trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo không ai đoái hoài tự nhiên bà lại nhớ về những phút huy hoàng ngày xưa khi bà đứng trước cử tọa đông hàng trăm người bà nói say sưa hùng hồn rõ ràng minh bạch bà chỉ ra công nhận rằng đối với một số người phá thai là tội ác nhất là đối với những thai nhi đã nhiều tuần tuổi như thế nhưng từ nhưng của bà làm cử tọa nín thở chờ đợi bà nhìn đăm đăm xuống phía dưới khẽ mỉm cười bí hiểm Hấp hồn đám đông trước khi nói tiếp rằng trong những nước nghèo kém phát triển dân số gia tăng nạo thai lại là một trong những biện pháp cần thiết bà khéo léo chuyển từ phá thai thành nạo thai nghe cho nó đỡ căng thẳng thuyết phục hơn Do đó nạo thai ở những phòng mạch an toàn, nơi có những bác sĩ sản khoa có uy tín, có kinh nghiệm, được phép hành nghề, còn hơn nạo thai lậu, nơi sức khỏe thể chất của phụ nữ được phó mặc vào tay bà mụ, rất dễ gặp nguy hiểm. Bà cứ thế vung tay lên trời, tiếp tục thao thao bất tuyệt, rồi hô to những khẩu hiệu gây sự chú ý thuyết phục. Tất cả vì một tương lai tốt đẹp, vì mái ấm gia đình, vì sự an toàn sức khỏe của chúng ta. bà kết thúc bài phát biểu tại đây giữa những ánh đèn liên quan liêu lại chớp chớp liên tục những bó hoa chúc mừng cứ chen chúc lớn lên trong vòng tay ôm dần dần choáng ngợp che mất tầm nhìn của bà với những gì xung quanh. bà sống trong tâm trạng ngất ngây giữa những tràng vỗ tay không ngớt cánh cửa phòng bỗng mở toang và một vị bác sĩ bước vào như một cơn lốc. Ông tiến lại ân cần nắm tay bà, hỏi han sức khỏe rồi nói: "Bà cứ yên tâm, bà sẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Khoa học ngày nay đã tiến xa lắm rồi. Nếu phát hiện bệnh kịp thời như trường hợp của bà đây thì sự việc không khó khăn phức tạp nữa. Bà cứ tưởng tượng là thân thể bà giống như một bộ máy, được phát hiện sớm chỗ hỏng hóc, người ta tháo ra lắp hay sửa lại bộ phận bị hư và máy lại khởi động." thế thôi bà nhé mọi việc sẽ tốt đẹp lời nói của vị bác sĩ như một liều thuốc thần khiến mọi bực tức mệt mỏi tiêu tan bà đột nhiên nhộm dậy một cách dễ dàng nhoài người ra bắt tay ông ta như một cử chỉ biểu lộ sự tri ân chính lúc bà phấn khích nhất hắn ta tên y sĩ sức náo ấy lại thọt đầu vào kêu to thưa bác sĩ tất cả đã sẵn sàng rồi ạ một lúc sau cách giường đầy của bà di chuyển bà mở choàng mắt thì ra người ta đang đưa bà vào phòng mổ chưa kịp nhìn xem con bà có đứa nào tới kịp không thì cửa phòng mổ đã mau chóng khép lại những người áo trắng mỗi người tuần tự làm công việc của mình tiếng va chạm của các dụng cụ sắc bén khiến bà tự nhiên thấy ớn lạnh khuôn mặt của những bác sĩ giải phẫu bị khuất sau khẩu trang trắng áo bờ lu trắng, mũ trắng, làm việc trong cơm lại, lâu lâu dùng những cử chỉ nhỏ để ra hiệu với nhau, khiến bà có cảm giác mình đang lạc vào một hành tinh xa lạ và phải đối diện với các người máy robot. Bất chợt đèn trong phòng sáng loà, bà nhận ra mình đang bị gây mê, không thể cử động được. Hình như các cơ bắp trong người đều đã bị ngấm thuốc tê đang từ từ cứng lại, nhưng bà vẫn không mê hẳn. Mi mắt chịu lại Nhưng vẫn nhìn lơ mơ mọi thứ Vẫn còn nghe những âm thanh trong phòng mổ Và trời ơi Bà nhìn thấy bác sĩ trưởng ca mổ Đưa tay ra hiệu Cuộc giải phẫu bắt đầu Đúng lúc đó Hắn ta xuất hiện Cầm cái khay với những dụng cụ mổ Được sắp đặt chỉnh tề Hơn ai hết Bà hiểu rằng Liều thuốc gây mê quá ít Có thể làm cho cơ thể cứng lại nhưng không đủ làm cho bà mê đi. Đầu óc còn tỉnh, và như vậy bà sẽ rất đau đớn. Khi thấy hắn ta cầm con dao bén sáng loáng, đưa cho bác sĩ trưởng, bà hoảng quá thét lên. Khoan mổ bác sĩ ơi, tôi còn tỉnh chưa mê, trời ơi! Tại sao ai cũng tỉnh bơ phớt lở vậy, có nghe tôi nói không? Dừng lại ngay, dừng lại ngay! Bà cố gắng hét lên, nhưng vô vọng. Tiếng thét đọng lại nơi cổ họng không thể thốt ra thành âm thanh vì các cơ miệng đã bị ngấm thuốc tê. Cơ thể cũng thế, nhưng đến lúc này đầu óc vẫn chưa hoàn toàn mê đi. Con dao chạm trên ngực bà, cắm mạnh xuống, nỗi đau lướt đi, xé toạc ra thịt lan rộng. Rồi như muôn ngàn mũi kim truyền đi khắp cơ thể, thấu bút tận xương, rồi ngược lên óc, Bà rú lên trong câm lặng Trước mắt bà giờ đây Là những đốm sáng cứ lóe lên Trong nỗi đau vật vã ấy Bà nhìn thấy gương mặt cô bé Trên tấm lịch treo tường Biến thành vô vàn những khuôn mặt quay cuồng Nhảy múa theo từng cơn đau quằn quại Nụ cười ngây thơ trở nên quái đản Hàm răng sữa biến dạng to dần ra nhọn hoắt Lưỡi dao đang cắt Xé toạc Ngọ ngậy trong cơ thể bà kìm cặp hàng loạt ấu vào da thịt để cầm máu nhưng máu vẫn chảy ôi đau quá đau quá cứu tôi với cơn đau bỗng nhiên dịu đi những hình ảnh quái gở cũng biến mất thế nhưng trời ạ à, ở góc phòng trên kệ cao là cái đầu con chó của hắn ta đang gầm gừ lăm le nhìn xuống thân thể bà rồi một cơn đau lại thốc tới như xé ruột gan một lần nữa bà lại rú lên trong vô vọng Lại ơn trên cho con được bất tỉnh Ôi thôi, cho con chết, chết ngay đi Căn phòng lại quay cuồng Đầu con chó to dần theo sự đớn đau Máu bắn tung tóe lúng đốm đỏ đầy những áo bẩn lưu trắng Hai hàm răng sắc nhọn nhe ra cái lưỡi thẻ dài Đỏ lòm quét ngang quét dọc như chờ đợi được nếm máu Chịu đựng nỗi đau trong bất lực đau như đang bị hành hình phanh thơi. Cuối cùng bà cũng kiệt sức, thấy mình ngụp lặn trong bể máu chìm dần, chìm dần, đến khi không còn biết gì nữa. Ba tháng sau, bà Dương ngồi thu lưu trong góc tối của căn nhà đơn sơ, bà vừa mới dọn tới ở vùng ngoại ô. Căn biệt thự lộng lẫy đã bán xong, tiền nợ, viện phí cũng đã thanh toán, tiền cho hai con bà cũng đã đưa phần bà cốt yếu là để dưỡng bệnh còn lại bao nhiêu bà sẽ tính giúp làm từ thiện bây giờ chả có gì để tiếc nuối suốt một tháng sau khi mổ bà không thốt lên nổi một lời nào mọi người tới thăm hỏi chúc mừng nhưng bà không trả lời hoàn toàn giống như bị câm cho đến bây giờ cũng không thể tâm sự với ai những gì bà đã gặp phải trong khi được giải phẫu vì ca mổ thành công làm sao có thể mô tả cái thế giới đớn đau lạnh lùng Bây giờ bà đã cảm nhận được Có cái gì đó thật câm lặng Nhưng mạnh hơn cả lời nói Hoàn toàn lấn át những âm thanh đêm ngày của cuộc sống Thế giới bon chen xô bồ ngoài kia Dường như đã lùi xa rất xa Không còn ý nghĩa gì với bà nữa Vượt qua lưng chừng cơn mê rồi Trở về với thực tại con người của bà trước kia đã chết bà không thiết gì cũng quá mệt mỏi để kiện hắn ta người ấy có thể bị quy trách nhiệm vì liều thuốc gây mê quá ít cho một ca giải phẫu như trường hợp của bà hơn ai hết bà ngộ ra rằng để trở về được với thế gian bà phải trả giá phải trải qua những nỗi đau kinh hoàng cho trái tim bệnh hoạn được chữa lành bất giác Bà đưa bàn tay xoa nhẹ vùng ngực, rồi dừng lại để cảm nhận từng nhịp đập thật khẽ của trái tim mình. Lần đầu tiên từ khi mổ, tâm hồn chợt nhẹ nhàng dễ chịu. Bà khẽ nhếch môi cười, dù nụ cười còn méo sạch chưa tròn trịa. Ngoài kia, sao lại có tiếng chim mê mải hót dù lẻ loi, lạc lõng giữa những cành cây trơ trụi, vật vờ trong gió lộng. Sau cơn mưa, cái sân rêu xanh vương đầy lá vàng giữa những vùng cỏ hoang đang lan ra che dần lối đi những bông cúc nở muộn thấp thoáng lấp lánh trong những khoảng nắng nhạt của buổi thu tàn bà dương đăm đăm nhìn ra ngoài ánh nhìn của bà đã vượt qua bầu trời thấp buồn nặng trĩu đang vút lên hình như đang lạc vào cõi vô cùng nào đó